Nam Anh cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 1 chương trình Người Việt Thủ Đô với nhà văn Uyên Thao do Minh Thúy thực hiện. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Trong chương trình Người Việt Thủ Đô hôm nay, Minh Thúy xin giới thiệu đến quý vị nhà văn Uyên Thao. Ông tên thật là Vũ Quốc Châu, sinh năm 1933 tại Hà Nội. Bắt đầu viết văn từ năm 1952, vào Sài Gòn từ năm 1953, cộng tác với nhiều tờ báo miền Nam, làm việc tại Đài Phát thanh Quốc gia Sài Gòn từ năm 1960 đến năm 1968. Sau năm 1975, ông bị đi tù Cộng sản trên 10 năm, định cư tại Hoa Kỳ vào cuối năm 1999, thành lập tủ sách Tiếng Quê Hương vào đầu năm 2000. Và kính thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 5, nhân buổi lễ kỷ niệm nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 25, chúng tôi cùng nhà thơ Như Thương đã có dịp gặp nhà văn Uyên Thao. Ông đã chia sẻ về sự hình thành tờ báo Sóng Thần. Mời quý vị theo dõi. Một ông anh của tôi tên là ông Uyên. Và một cái người mà, một cái tác giả mà tôi rất quý đó. Hồi bé mà tôi đọc tôi thích. Tác giả viết những cái tập kịch thơ Ải Bắc, từ Quán Biên Thùy ấy, thì nói, ông ấy tên ông ấy là Thao Thao. Đó, thì tôi lấy cái tên của ông anh tôi góp với cái tên đó thành. Cái lúc ở Hà Nội mà bắt đầu viết đó, thì bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi chọn cái tên đó. Tôi chọn cái tên Hà Lan. Rồi sau đó một thời gian tôi không thích cái tên Hà Lan nữa. Thì tôi ký tên là Hoàng Hà. Thì có lẽ tôi nghĩ là cái tên Uyên Thao là bởi vì cái thời gian đó mình kiếm tiền bằng cái tên đó thì tôi phải giữ nó thôi. Là lúc mà tôi đang làm cái tờ báo Đời thì nó xảy ra cái vụ án ở Nha Trang. Cái vụ án của một cái bác sĩ mà chống tham nhũng rồi cuối cùng bị bắn chết. Thì đây là Hà Thông Nhân. Nhưng mà tự nhiên thì đang lúc làm việc thì thấy có một người mở cửa tòa soạn thì cô. Thì tôi nhìn thấy là cái người bạn tôi là ông bác sĩ Lương ở ngoài Đà Nẵng, thì tới kéo ghế ngồi xuống. Thì nói thằng Nhân nó chết không có thể bỏ qua cái bộ đó được. Tôi đồng ý là thôi mình làm. Lúc đó bàn với nhau lập một cái nhóm để mà làm. Thì cái nhóm đó lấy tên là nhóm Hà Thúc Nhân. Thì đúng vào cái thời gian đó là cái tờ báo Đời nó lại phát triển tốt. Thì ông Chu Tử là cái người bỏ vốn làm cái đó. Ông ấy tính tặng tôi cái xe hơi. Thì tôi nói tôi không cần xe hơi. Bây giờ anh cho tôi 4 trang báo, tôi muốn làm gì tôi làm ở trên cái trang báo đó. Thì ông ấy nói cậu làm gì? Thì nói là tôi sẽ lợi dụng 4 cái trang báo đó, tôi tổ chức một cái tờ nhật báo để tôi làm cái việc mà hàng Lương nó nhắc tôi. Thì ông Chu Tưởng nói, thôi được, cái đó thì được, làm đi. Thì đấy, bắt đầu từ ngày đó, tôi có 4 trang báo thì trên cái tờ Đời, trên tờ Tuần Báo Đời. Thì tôi đặt vấn đề với mọi người là tôi muốn ra báo để tiếp tục cái công việc mà chống tham nhũng, để giữ cho cái miền Nam nó vững bền, chứ không thể để cho cái miền Nam mà nó bị những cái tệ nạn này, nó làm cho suy yếu đi. Cuối cùng tôi nhận được vào khoảng hơn 20.000 người. Bởi vì tôi đặt vấn đề là tôi cần có cái tờ báo như vậy, nhưng mà tôi chỉ có hai bàn tay trắng thôi. Thì bây giờ làm sao mọi người có thể giúp tôi làm sao có được một cái số vốn để tôi ra. Thì có những người gửi cho tôi chỉ có 50 đồng, có người gửi cho tôi 300 đồng. Rồi có những cái người chẳng hạn như tôi nhớ có một người gửi cho tôi khá nhiều là cô Bạch Tuyết, ca sĩ cải lương. Cô gửi cho tôi 200.000 đồng. Thì sau đó thì tôi làm cho đến cuối năm 71 thì tôi hoàn thành những công việc đó. Tôi nghĩ cái tờ Sóng Thần ngay cái số đầu ra đó, trước tiên là tôi đã có được hơn 20.000 người ở trên khắp nước. Là những người góp vốn cho tôi rồi. Là lúc đó là đang có cái chuyện mà bầu tổng thống nó trở thành nó có một cái hài hước. Ban tổ chức bầu cử đó của chính phủ đó, thì cứ gạt hết hồ sơ của những cái ứng cử viên nào cũng gạt hết. Gạt đi còn lại chỉ còn có một ứng cử viên duy nhất là cái ông Thiệu. Thì đấy, ngay cái số đầu của tờ báo mà xuất hiện là chúng tôi không đồng ý cái chuyện mà nghĩa là
Tức là chỉ có một danh sách ứng cử. Thì ngay cái lúc mà tờ báo vừa xuất hiện đó, thì nó lại xảy ra một số những cái vụ tham nhũng mà lộn xộn đó. Thì bọn tôi gom tài liệu, bọn tôi làm những cái đó luôn. Cái người đầu tiên mà tờ báo Sóng Thần đụng tới là ông Thiếu Tướng Toàn. Và cái người thứ nhì là ông Thiệu với ông Đặng Văn Quang. Thế nhưng mà cũng có nhiều cái tai nạn là bị tịch thu hàng ngày luôn. Rồi sau đó thì vào cái cuộc chiến, thành ra tất cả những cái tin tức về cuộc chiến mà tụi tôi mà khác những cái tờ báo khác, là tôi có đại diện ở khắp các nơi chứ. Thành ra tin tức của chúng tôi rất lẻ. Thì mình loan tin cho mọi người biết và mình theo cái quan điểm thông tin của mình. Thí dụ cái làng này ở Phan Huy Thuột bị Cộng sản nó giết cả làng. Rồi ở Cam Ranh chẳng hạn, Cộng sản pháo kích vô cái khu phố ở ngoài dân chúng. Thì bọn tôi loan tin là đấy, nhà dân bị Cộng sản pháo kích. Trong cái đợt tấn công mùa hè đó, một cái sư đoàn Việt Cộng đánh ở cái vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, nó về hàng tập thể. Thì bộ thông tin tịch thu báo của tôi nói là không được dùng cái chữ tập thể, bởi vì khi nào nó về cả sư đoàn thì mới gọi là tập thể. Chứ còn từng nhóm vài ba chục người không được dùng cái chữ đó. Tôi nói cái điều đó là tôi không chấp nhận được. Và tôi thấy như vậy là Quốc hội phải nhìn lại coi là ở trong bộ thông tin là người quốc gia làm việc hay là cán bộ Cộng sản làm việc. Tôi vừa nhắc cái vụ mà đi hốt xác đó. Thì cái cuộc tấn công của Cộng sản hồi đó vô Quảng Trị thì dân chúng người ta bỏ, người ta chạy trên cái đoạn đường cả 10 cây số đó, mà dân đi hàng trăm ngàn người đó, mà nó đạn đại bác ở trong núi mà nó cứ bắn thẳng vào những cái đám đông đó, xe cộ rồi người chết làm sao đếm được. Thì cho đến mãi đến cuối tháng 6 năm 72, lúc mà mình mới tổ chức mà đem quân để tái chiếm Quảng Trị, thì mấy phóng viên của cái tờ báo của tôi đi theo cái đoàn quân, mà nó gửi tin về, nó gửi hình ảnh về. Nhìn cái những cái hình ảnh đó thì không thể chịu được. Rồi Phạm Văn Lương với một cái đám đại diện ở Huế của tôi cũng đề nghị là bây giờ phải hốt những cái xác đó chứ không thể để như thế. Thì khi mà tôi ra mà tôi đứng, tôi nhìn, tôi chỉ mới đến cái đoạn đầu thôi, chưa đi vào những cái đoạn đó. Là một cái xác phụ nữ nằm và trên cái ngực cái người phụ nữ đó là cái đứa con nít nằm úp mà còn ngậm cái vú của mẹ. Tôi lúc đó cái ý nghĩ ở trong đầu của tôi là cái đứa nhỏ này nó không chết, nó không trúng đạn, nhưng mà nó đói quá thì nó cứ nằm nó ngậm vú mẹ nó thôi cho nó chết. Chứ cái cảnh đó tôi thấy chịu không nổi. Thì tôi về tôi quyết định, tôi nói tôi sẽ công bố cái vụ mà hốt xác đó để cho mọi người cùng tham dự. Cái khi mà tôi công bố cái vụ đó lên trên báo rồi, thì tự nhiên bà cụ Đức Thụ đó, nên bà cụ tới bà cụ gặp tôi, bà cụ nói là anh coi chừng cái việc đó anh làm á, ông Thiệu ông không ưng đâu. Thì ông Thiệu có dịp gặp bà ấy mà tâm sự là cái tờ Sóng Thần nó làm bậy, nó làm cái đó là nó sỉ nhục tôi, thì tôi bỏ cái chuyện đó, tôi không làm lại khá như vậy. Thì tôi nói với bà cụ Thụ là cái chuyện này dính dáng chứ ông ấy đâu mà ông ấy bực. Ông ấy không làm được thì ở đây mọi người làm chứ. Chỉ có điều là tờ báo của tôi bị đưa ra tòa về tội nhục mạ Tổng thống. Thì đưa ra tòa thì cuối cùng thì tòa không xử. Thì chánh án tuyên bố là ngưng lại. Thì ngưng lại thì một tháng sau thì họ đóng cửa tờ báo. Kính thưa quý vị, trong lần gặp nhà văn Uyên Thao, ông đã chia sẻ rất nhiều điều. Mong quý vị đón xem lần tới trong chương trình Người Việt Thủ Đô. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngừng. Kính mời quý vị đón xem Bản tin Hoa Thịnh Đốn vào lúc 8 giờ tối, Hoa Thịnh Đốn từ thứ Hai đến thứ Sáu trên SBTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về Washington DC @sbtn.tv.
Nam Anh xin kính chào và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an bên người thân và gia đình.